Lại chào các bạn. Hôm nay là mình lại tiết lộ bí mật của mình. Chào các bạn nhé, mình là Long Minh. Hôm nay mình sẽ tiết lộ thêm một bí mật của mình. Bí mật là cách thụ phấn diêm bằng lưỡi dao. Lưỡi dao nè các bạn, là dao gì phải không? Dao này là dao cắt giấy. Mình hay mua về mình để mình tháp cây và sau khi dùng là vứt ra, mình lại một cây lưỡi mới ra, mình chùi sạch sẽ và để thụ phấn cây ghim bằng lưỡi dao. Thì các bạn nên có thêm một cái nhíp lưỡi. Cái này mục đích là đúng ra là gọi là cắt cánh hoa, thụ phấn cây ghim bằng cách là cắt cánh hoa đây. Ví dụ các bạn muốn thụ phấn một hoa này qua hoa này, thì hôm trước mình có làm video là thụ phấn bằng nhíp. Nhíp đây, nhíp thì có thể mua người siêu thị, người shop gì đó, hoặc là mấy bạn nào nhổ rau á thì có thể dùng nhíp nhổ rau, hay là các bạn có người yêu hay ổ chôm của người yêu, người yêu của bạn, các bạn gái này hay dùng để nhổ lông nách đấy. Thì và còn cỏ thì có thể mua ngồi sách hay gì đó, hoặc dao cũng rất nên mua ở ngoài. Các bạn nên mua, có thể mua ở ngoài nhà sách tạp hóa cũng có bán lưỡi dao này, lót bán các bạn, mà nên dùng một lần rồi vứt, vì dao này mình thấy dao quảng cáo là dao bán thiệt, dễ được ra lắm các bạn, đừng đưa cho con nhỏ nha. Và nhưng mà nó mau rác lắm các bạn, thành ra là để thụ phấn kiểu mà dùng cái lưỡi dao để cắt hoa, thì đầu tiên các bạn nên cắt cái lưỡi hoa đi, cắt cái cánh hoa này, dùng cái lưỡi dao này cắt cánh hoa đây, để mình lấy một cái vật gì mình kê cây lên, rồi mình cắt cái hoa cho các bạn, mình cắt hết cánh hoa này nè các bạn đây. Cắt cánh hoa cho các bạn xem nhé, mình để sắc mình cắt cánh hoa cho các bạn xem. Mình lấy cái hộp nào mình để sắc mình cắt cánh hoa cho các bạn. Cái máy hơi bị rung rồi. Rồi, mình đầu tiên mình sẽ cắt cánh hoa này cho các bạn xem nhé. Đơn giản là các bạn có thể dùng cái lưỡi dao này, các bạn cứa xung quanh, nên cứa ngược lại. Rồi, một cánh hoa nè các bạn, mình bỏ cái này xuống, mình để đây, rồi mình cắt cái hoa này, cái hoa này nha các bạn, cái này cũng rất, các bạn cũng là cắt một bên, nên cắt một bên thôi các bạn. Các bạn mà biết vì răng mà nhiều nơi á, nhiều bạn á là hướng dẫn á là cắt, nhưng mà cắt hết hoa, nhưng mà mình á, đối với mình á thì mình cắt nửa hoa thôi, đó là kinh nghiệm của mình, cắt nửa hoa, dùng nửa hoa này để thụ với hoa khác, và biết đâu ngày mai á có một hoa cây mới nữa thì mình lấy nửa phấn còn lại trên hoa này để mình thụ với cây mới nữa, cây mới đó các bạn. Để mình cắt hết cánh hoa ra rồi mình thụ cho các bạn xem nhé. Có cây này hoa lợt thì mình sẽ thụ cái hoa tím hồi nãy. Rồi mình sẽ thụ cái hoa tím này với phấn hoa tím này, mình sẽ thụ với cái cây này, vì cái cây này á, các bạn vì răng mà bạn biết vì răng mình thụ với cây này không, riêng cái cây này á là hoa phôm to và
và hoa lợt. Mình sẽ thụ hoa tím này để mình lái, muốn lái cái phun cái màu hoa tím này vào cái này cho các bạn. Và mình sẽ thụ cái cây, thụ với cây này, cái hoa trắng này với cái hoa tím này, phấn nhiều các bạn này. Đó các bạn này, nếu các bạn dùng nhíp để lát gấp cái phấn này qua cái hoa bên cây khác thì nhiều lúc các bạn có thể là vũ như này này, mình vũ này, mình vũ này, vũ phấn này, do nó rớt vào cái nhị hoa của cây đó. Và mình cũng thụ luôn cái cây này, cây này mới cắt đó các bạn. Mình sẽ lấy hoa tím này, mình lấy cái phấn hoa tím này mình thụ vào cái cây này. Rồi, quá đẹp rồi các bạn. Bên này có cây một cây màu hồng. Màu hồng, mình sẽ cắt cái hoa hồng này. Thường thì cái ghim á thì thụ là nên thụ ở 1 rưỡi 2 giờ. Nhưng mà vì mình không có thời gian nên thời gian những giờ đó là cái cây nó sẽ nở phun hoa. Một thời gian này mình thụ giờ rồi, mà giờ thụ là hoa chưa nở hết. Nên mình có cách là nên cắt hoa. Cắt hoa là đây. Cắt hoa và lấy phấn của cây này thụ qua cây kia. Thụ qua các bạn này. Có thể úp qua luôn cũng được các bạn. Các bạn có thể úp hoa này, úp phấn này, thổ phấn này. Rồi, mình thấy cái hoa này nó đẹp, mình sẽ thụ cái là mình cắt luôn cái hoa này. Các bạn nên nhớ, và các bạn nên nhớ là vì răng mình, các bạn nhiều bạn sẽ hỏi mà vì răng mình cắt nửa hoa. Nhiều bạn á, nhiều nơi á thì sẽ cắt hết cái cánh hoa này, bay luôn cánh hoa lòi và phấn ra. Nhưng mà mình á thì mình nhắc lại là ví dụ ngày hôm nay thứ ba hoa này nở mà cái cây này nở mà cái khác không nở thì mình cắt như này để lại phần phấn để trên cây này, để mai thì cái hoa cái ghim á nở đến 5-6 ngày thì mình sẽ lấy cái để đó, nó mình lấy phấn đó mình thụ qua cây khác nữa các bạn nhé. Mình sẽ thụ cái hoa trắng này vào. Mình sẽ gấp cái hoa phấn. Rồi, mình thụ vào đây. Nhiều lúc mà nếu mà mình sẽ gặp vào phần này, các bạn nhiều lụng, các bạn có thể cũng dùng cái tay như này và thổ thắng vào và nó cũng dính các bạn. Rồi, đó là một cây nữa. Mình sẽ lấy cây phấn này, hoa này hồng này, đẹp, hoa này đẹp, mình sẽ thụ qua, mình thụ qua những cái cây lúc nãy, lúc đầu. Mình thụ, đài mình nữa. Quạt đó các bạn, đó là quạt. Đơn giản các bạn này, mình có thể dùng quạt các bạn này. Rồi, như cái trái này á, nó đậu trái đó các bạn này. Các bạn thấy không? Rồi, mình sẽ cắt luôn cái hoa này, còn cái hoa này nữa. Và như thế này, mình sẽ dành những phấn này, xíu mình thụ qua những cái cây mà không lên. Mình đang để trên bàn đây á, là những cây không có lên và phun khác nhau. Mình sẽ đây, như cái này á, mình sẽ cắt hết, nó lòi thành cái thành nhụy đó các bạn thấy không. Và các bạn có thể dùng nhiều lúc nhiều cách. Một là các bạn dùng nhíp, các bạn gấp phấn các bạn bỏ vào đây. Hai á là các bạn có thể
dùng đây, các bạn dụi vào đây, nó vẫn đo như đó là đính dính rồi các bạn. Thì các bạn thấy lượng phấn nó rất vô nhiều không? Đơn giản thôi các bạn, rất đơn giản. Việc thổi phấn nó rất đơn giản các bạn. Mình sẽ dẹp cái này, dẹp cái cây này mình bỏ những cái cây khác, mình sẽ thụ cho những cây. Mình bỏ những cây vào cây nó qua lại ra. Mình sẽ lấy một cái cây ghim, cái ghim thường mình sẽ lấy một cái ghim thường mà có hoa đẹp đây. Các bạn thấy một cái ghim thường hoa đẹp, mình sẽ lấy phấn phần này đó, mình thổi cho phấn này qua. Có nhiều lúc á, nếu các bạn thổ không được á thì các bạn có thể dùng cái cọ. Ví dụ mình là cái cọ. Cái cọ mình phủi phấn này qua. Đó các bạn. À, đơn giản các bạn. Việc thổ phấn cho cây xương rồng á là một cách đơn giản, nhẹ nhàng. Việc là gọi việc nhẹ nhàng á, nhiều bạn là đó thì nhiều bạn hiện tại như là nắng này, nhiều bạn hay là các nơi có nhiều bạn là mua cây về rồi thụ phấn bán để kiếm tiền mua sữa cho con, thì đó cũng là một lý do tốt, người đàn ông chân chính các bạn nha. Các bạn mua cây ghép về rồi các bạn thụ phấn, các bạn lấy trái rồi các bạn hô, các bạn bán, đó là một người đàn ông chân chính đó các bạn. Mình thì con mình lớn rồi, mình không mua sữa nữa, đùa thôi, cái đó mình nói cho téo chơi thôi. Việc thụ phấn á, là để cho tạo những dòng cây mới. Mình lấy những mình lấy một quả cây mà có những cái phôm, có những yếu tố là tốt, như phôm to này, lem đẹp này, gai tốt, hoa to này, đó để mình tạo dòng mới. Các bạn xem video á, mà thấy hay á thì các bạn nhớ like và đăng ký cho mình sẽ làm nhiều video hơn nữa để cho các bạn xem. Các bạn nhé, chào các bạn, mình là Long Minh, chào các bạn. Hoa đẹp không các bạn? Rồi mình dẹp đây. Là các bạn, mình là Long Minh. Hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn thụ phấn ghim. Hiện tại là nhà mình đang có ghim các loại này. Các bạn thấy có các loại ghim không? Hoa rất nhiều các bạn nhé. Đầu tiên mình cho các bạn xem nè. Thì thụ phấn xương rồng dễ dàng đó các bạn ơi. Nhiều bạn cho các bạn xem luôn cây nhà mình đang là hoa này. Nhiều bạn là nói là cây khó, thụ phấn cây khó, rồi cây không đậu trái, rồi nào là khó thụ, rồi thụ không dính. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thụ phấn cây xương rồng ghim nô. Hiện tại mình có mấy loại, trong đây của mình có mấy ghim nhưng mà có mấy loại hoa. Đây là hoa hồng nhạt này, đặc nhạt các bạn này. Đây là hoa trắng này. Đây là hoa đó bạn, ở trong nhụy có đỏ. Cái này là bình thường là mọi người chơi hay gọi là tăng hương địa đó các bạn.
hoặc núi lửa, thì tùy vùng miền. Hôm nay mình sẽ làm bây giờ thì để thủ phấn đơn giản các bạn. Thủ phấn thì các bạn có một cái, các bạn chỉ cần có một cái cọ, cọ của trẻ em của nhà các bạn á, là của vợ các bạn đó, các bạn chôn một cái các bạn đi thủ phấn. Còn bạn nào mà mấy anh mà nó xào nó xiết á, hay là mấy anh mà dặm con gái, hay là mặt bụng bê bụng bẻo á, là mấy ảnh con gái rồi, ảnh bd rồi, mấy ảnh hay dùng cái này, ảnh lấy cái này mấy bạn lấy cái nó còn mấy ảnh mấy bạn thụ được. Thì đây là mình nói nhé, đây là mình muốn thụ là mình lấy, đây là cái ghim, một ghim mình gieo lên, thì ghim mình gieo lên và có trong này có, vừa có ghim xanh, vừa có ghim văn, và vừa có ghim cây dài, đây là ghim tím bà đào hoa phấn nhiều. Hiện tại là thụ ghim á, thì các bạn nên thụ lúc 1:30 đến 2 giờ, hoặc 1 giờ, thì những cái thời điểm đó là phấn nó sẽ lên full hoa. Đây là bộ ghim dài, mà đây là ghim dài nhưng mà hoa trắng, giống hoa, rất giống hoa của cây ghim, hoa cốm, mà không, chưa phải chuyển qua một cốm. Đây, đầu tiên là mình, các bạn dùng cái cọ này, các bạn ngoài ngoái á, các bạn giống như ngoái lò tai á hay sao rồi đó, các bạn ngoái đây, mình lấy phấn thịt nhiều nào, vì các bạn lấy phấn, các bạn đổ qua đây, các bạn thụ đó, thì các bạn dùng cái bên này, các bạn lấy phấn bên này cho dính cái này, các bạn thấy dính không, rồi các bạn đem cái cọ này đưa vào ở trong quả nhụy của cây ghim bên này, các bạn thổ vào bên chỗ cái nhụy để phấn rất luôn tiện. Các bạn dùng cái cũng cái cọ này, các bạn lấy phấn bên này, bên cây này, các bạn để qua cây này, đó là thủ chéo đó các bạn, thủ chéo để khả năng đậu trái cao hơn và có thể lai tạo ra nhiều loại hoa khác nhau và nhiều cái form khác nhau các bạn. Nên các bạn bình thường thì thụ chính nó vẫn đậu, nhưng mà vì nhà mình vườn mình nhiều loại hoa nên mình thụ để mục đích là để lấy đó, em thụ để tạo ra những cái hoa màu khác nhau, rồi cánh khác nhau, rồi cái form cái khác nhau, cũng đó là tạo ra một dòng mới, dòng riêng cho Việt Nam mình, cho riêng nhà mình. Nói chung là còn những người mà có tiền thì cứ mua cây thái về trong, mình là mình thụ phấn để mình lấy, mình dựa lấy hạt mình trồng đó, các bạn ha, đơn giản các bạn ha, các bạn đơn giản, nghĩ đơn giản thôi, là cứ lấy phấn chọc qua hoài ra đào hết các bạn ơi, đơn giản. Bữa sau mình sẽ làm, sau khi đào á, mình sẽ làm một cái video hay là quay về những cái trái đào này cho các bạn xem. Mình thụ hình như là 99% là cây nào cũng đậu đó á, chỉ có là bạn gái nào mà bị cắt trứng là sau đó là không đậu thôi, còn bạn gái mà có trứng là mình thụ đậu hết á. Các bạn cứ nghe lời mình đi, thụ như mình đậu hết á. Đây này, không tin là các bạn cứ coi này, nhà mình này trái quá trời này, mình thụ là trái này luôn tiện à, luôn tiện à, sẵn nói dốc chơi thì mình đây, trái đây, trái nhiều đó các bạn. Luôn thì là mình có cây này, cây tự cái cây ester này thì thụ bằng ester, thụ bằng cọ này cũng được, nhưng mà tốt nhất là nếu các bạn có điều kiện á thì các bạn mua cái nhíp để mình kiếm cái nhíp các bạn, để mình kiếm cái nhíp nha. Các bạn cứ xem video xem hoa của mình đi, đó là vườn mình à. Luôn tiện là đây, hiện tại có một cây hoa tím nhụy màu đen chuyển màu, mình sẽ lấy mình phấn mình thụ ở đây, vì mình thụ nhiều cái chéo với nhau để cho nó ra nhiều cây khác nhau các bạn. Bên nè đó, mình thụ ở đây, cái nào cây sân đá mình trồng ra hoa các bạn này, nhà mình trồng bên này nữa, mình sẽ thụ luôn bên này. Đây, hoa trắng đơn giản mà các bạn, nhiều bạn kêu là thụ hoa khó chứ đơn giản các bạn ơi, cứ trồng đi thụ các bạn, thụ rồi gieo lên những cái cây khác nhau đẹp các bạn. Luôn tiện mình sẽ hướng dẫn các bạn, làm luôn tiện, mà do mình cầm
cái nhíp đây, mình có sẵn cái hoa tơ đang nở, mình sẽ thụ hoa tơ. Tơ thì đơn giản, các bạn cứ cần nhíp, các bạn tìm cái nhíp này. Nhíp thì các bạn có thể mua ở chợ phố, hay là các bạn có người yêu thì các bạn có xin người yêu bạn gái cái, hay là có vợ các bạn xin vợ cái, hay là mấy anh BD mặc rỗ nè, hay là mặc bụng béo á, là anh mà anh BD mà anh có dùng cái gì mà anh nhỏ gì đó thì các bạn tới xin mấy anh cái đó. Các bạn đơn giản, các bạn cầm cái này, các bạn rỉ phấn à, đúng không, xong các bạn quạt vô cái quạt à, các bạn thấy đơn giản mà nhiều bạn kêu là khó khăn, không phải đơn giản các bạn ơi, các bạn cần quạt. Do là mình làm nhiều lần cho các bạn thấy, chứ còn chỉ cần một lần thôi là phấn dính được là đạo rồi các bạn, không cần phải làm nhiều đâu các bạn. Đó, nếu mình nè, mình đạo trái quá trời, mình nói mình làm được mà. Các bạn thấy trái không? Trái nhà mình quá trời. Trái nhà mình quá trời. Và mình mới thu hoạch trái, mình bẻ xuống trái các bạn nè, các bạn thấy không? Thì việc thụ phấn á là đơn giản, ai cũng làm được. Đứa con nít 2-3 tuổi cầu mình cũng làm được, không chỉ mà nhiều bạn kêu lên rồi nói này nó nọ khó khăn, không phải, đơn giản các bạn cứ làm một lần không được, lần thứ hai, lần thứ ba, lần 5 lần 10 lần cũng được hết. Đơn giản các bạn. Đây, mình sẽ qua làm cái đoạn à. Đó các bạn thấy riêng nhà mình trong á. Rất đẹp các bạn. Các bạn cứ gắng thực hành đi, rồi làm đi, có gì là comment hỏi mình hướng dẫn cho. Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn xem video nhớ like và đăng ký giùm mình. Cảm ơn các bạn. Mình là Long Minh. Ngày nay là ngày mùng 2 của Tết Covid. Vẫn vui thôi chứ mọi người là nói là ngày mùng 2 của cái dịch mà nhà nước cho, cơ quan nhà nước chính quyền cho mọi người nghỉ. Mình có thời gian để mình làm. Với lại ngày hôm nay á là hoa nhà mình nhiều thì mình sẽ làm một video đơn giản và nhiều bạn cứ là phấn khó hay sao đó, nhưng mà đối với mình á phấn rất dễ. Các bạn phấn thì các bạn thì có nha, các bạn nên phấn á nhiều cây khác nhau để tạo ra nhiều cây khác nhau để tạo những cái form khác nhau, các giống khác nhau. Thì để tụi phấn á đơn giản như bạn chỉ cần có nhiều cách tụi phấn, ví dụ các bạn chỉ cần lấy cái cọ các bạn quạt phấn là đạo rồi, các bạn có thể dùng nhíp các bạn thụ. Thành ra là việc thụ phấn là đơn giản các bạn, nhưng mà trước đây á là chỉ cần thụ phấn là dùng cọ dùng quạt phấn từ cây này qua cây khác, nhưng mà từ sau này á thì qua nhiều các video của trước ngồi của các tiền bối trước chia sẻ thì ở đây thì mọi người dù phấn thì để cho khả năng cao á thì có thể dùng các bạn có thể dùng gì ạ, các bạn có thể dùng kéo hoặc dao, các bạn cắt đi cái cánh hoa đi để lòi cái nhị phấn ra, rồi khi đó như là cái gió quá, cây này gió quá thì cây gió quá thì nó thổi thì mình là sợ ngã cái cây này, ngã cái cây livestream của mình, cây quay phim của mình, nên mình phải kê lại để cho nó giữ. Rồi mình sẽ nói tiếp về cái việc mà phấn không có gì mà khó khăn các bạn, chủ phấn các bạn thì đơn giản phấn đi vì còn đừng nó khó khăn là phấn gì, phấn để mình lai tạo những cái giống mới, những cây có cái form mới, những có cây có gai đẹp nè, có hoa đẹp, rồi những cái cây á là có những cái cây có cái thước, rồi có yếu tố là
yếu tố phòng bệnh, rồi nói chung là rất nhiều lý do. Ví dụ như cái này mình like cái này là mục đích là để tạo ra, biết đâu là khi nó đậu trái thì nó sẽ có trái, khi gieo nó có cây cà rách, gọi là cây cà rách là cây biến dạng các bạn, cây gì dạng á, thì mình gieo lên thì mình có những cây cà rách. Thành ra là đơn giản thôi các bạn cứ thử nghĩ đơn giản thôi, nhưng mà như mình nói là các bạn nhìn trong những cây các bạn đang để trên bàn này, đang để mình làm video này, là có cây hồng lợt, cây hồng, cây có sạp, rồi cây cánh tua, rồi cây hoa nhợt, hoa đậm, nói chung là, và cây hoa to, hoa không to nữa, mình có nhiều loại lắm, thành ra mình sẽ thử phóng hết cho các bạn xem. Đây mình để lại đồng cây nữa, cây hoa trắng nữa. Thì việc thụ phấn á, thì các bạn cứ đơn giản đi, thì thụ phấn để làm gì thì các bạn cứ đơn giản, còn thụ phấn thì các bạn thụ lần nào không dính, lần sau cứ dính thôi, các bạn đừng có nghĩ là nó khó khăn. Thì có nhiều cách thụ phấn, một là các bạn có thể là dùng, các bạn có thể dùng cọ này, các bạn dùng cọ đúng không, thì các bạn lấy phấn từ bên cây này bỏ qua bên cây này cũng dính các bạn ạ. À, đó các bạn, mình thử đó, đây mình làm thử một lần. Cái này cách một là các bạn có thể là dùng cọ lấy phấn này, cái này qua cái khác hắn cũng dính, nó cũng dính đến 99% là dính. Hoặc là các bạn có thể dùng nhíp để lấy phấn từ cái này bỏ, hoặc nó thay cái thanh nhị cái khác, nhưng mà để cái khả năng quạt nó dễ hơn á, thì có câu chuyện là các bạn nên cắt các cái cốt, khi các bạn cắt ốp á, thì nó sẽ lòi cái thanh nhị ra nhìn dễ dàng hơn, dễ nhìn hơn. Và đây cũng là phấn này, các bạn có để phấn này nào, các bạn lại dùng cái nhíp các bạn bâu qua cái khác để mình cắt hết cái này cho mình hộ cho các bạn xem. Bỏ cái phấn ở đây các bạn này, để cho có phấn các bạn này. Sau khi các bạn cắt cái cánh này rồi á, thì các bạn có thể dùng nhíp, quạt phấn ra này. Các mình đo, mình đang cầm, các bạn ha, mình đang cầm cái đây, cái cánh hoa mà còn thanh phấn đó, mình lấy phấn này, mình quạt qua này,
thể thổ, có nhiều cách các bạn có thể thổ. Nếu mà phấn nhiều thì các bạn cũng thổ thổ. Có rất nhiều cách các bạn, nếu các bạn mà thì các bạn có thể thổ này, mình thổ này, hoặc là mình các bạn có thể các bạn phóng nhiều thì các bạn có thể quạt các bạn. Để mình thụ phấn đơn giản các bạn, thụ phấn là gì các bạn, có đơn giản đi các bạn học phương thảo. Nếu thụ phấn chính cây của nó vẫn đậu, nhưng mà lâu ngày nó bị đồng huyết, trùng huyết, nên nó hồi xưa các bạn học sinh học cũng có trùng huyết, nên sẽ thành ra là những rau sau này đó cây cũng bị phôm không đẹp nữa, nó bị lỡ hóa cái giống. Thành ra là thổ phóng với nhau, những cây mà khác nhau á, để tạo lấy những cái ưu điểm của cây này. Ví dụ ưu điểm của cây này là cây phôm to rồi đấy, nhưng mà ưu điểm của cây này á, là hoa to, là màu hồng, là ưu điểm cây này có gai, cây dài, ưu điểm này cây này là cây có lên. Thành ra là các nhà vườn, các người chơi xương rồng lâu năm, họ tìm cách để họ thổ phóng những cây với nhau để lai tạo ra những nhiều giống xương rồng để sau đó để chia sẻ cho nhiều người chơi nữa các bạn ha. Mình hiện tại mình đó, trong thì trong cái bàn của mình làm cây để mình thụ phấn, thì các bạn một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm, sáu, bảy, tám, thì tám loại nó lai tạo nhau, nó tạo ra nó lấy những ưu điểm của những cây có ưu điểm tốt để mình sau này mình gieo hạt đây, đây là gieo hạt đây, có những cây đẹp để mình chia sẻ cho mọi người. Đơn giản thủ phấn, đơn giản các bạn đừng nghĩ thủ phấn khó. Đây như cây này các bạn thấy đào trái rồi đó, thủ phấn được trùng trước, bên này đào trái rồi đó, thì mình sẽ thủ phấn nhiều cây để có những phôm cây đẹp. Xem video lấy mạng lấy tài liệu ở trên Google, tìm cách trồng xương rồng, về cách trồng đất, về cách tụ phấn, cách ghép cây, rồi cách nhân giống cây hạt, thì để mà có một kiến thức để trồng cây, cây sẽ đẹp. Đơn giản là các bạn cứ thấy mình làm như này, thì mình vừa để mình lưu trong tài liệu của mình, vừa chia sẻ. Các bạn mà thấy video mà hay á, thì các bạn có thể bấm like, bấm đăng ký cho các bạn và đồng minh các bạn. Lại chào mọi người, chào mọi người đến tới kênh xương rồng của Long Minh. Lại là mình, Long Minh. Mình hôm nay mình sẽ nói giới thiệu về cách thụ phấn các loại xương rồng và thụ phấn để làm gì, và vì sao các bạn, nhiều bạn thụ phấn là không đào rồi gieo hạt không lên, và thụ phấn nhiều lần, nói chung là làm tất cả mọi điều nhưng mà vẫn không được, không có hạt này, không có đậu trái này, không có hạt gieo này, rồi không có những loại những cây là độc. Thì đầu tiên mình để mình chỉnh cái camera
cái điện thoại xin. Mình làm hơi bị thủ công thì đầu tiên các bạn cứ nghĩ đi, thì thủ phấn làm gì, thì nhiều người thủ phấn làm gì thì mình nói đơn giản thủ phấn này. Mình nói các bạn thủ phấn, mình cho các bạn xem những cây này. Đó, cây nhà mình hoa quá trời này, hoa nhiều để thủ phấn. Cái này mình các chợ này mình gieo lên đây, mình gieo lên mình có những cao gì rất đẹp các bạn. Chợ này nữa thì mình giới thiệu các bạn có nhiều loại độc lạ thì giới thiệu các bạn. Đây mình lấy cái hoa đó độc lạ. Đó thì thủ phấn làm gì? Thủ phấn làm rất là các bạn cứ nghĩ đi. Các bạn thủ phấn, đầu tiên các bạn thủ phấn để các bạn lấy hạt. Thủ phấn cây sẽ đậu, sẽ có trái, lấy hạt gieo. Thì các bạn, những bạn mà có chơi cây ghép mà không cây hạt, không có tìm cây hạt thì các bạn trồng cây ghép có hoa rồi các bạn thủ phấn, lấy hạt gieo. Khi đó các bạn sẽ có gieo lên thì các bạn sẽ có những cây hạt như mình thôi. Mình cũng gieo cây hạt. Rồi nữa mình mới có những cái cây như này, mình nói này, mình ra đây hàng mình gieo nè. Cây hạt các bạn thấy không? Đó. Thì đơn giản thôi các bạn cứ các bạn không có nhiều thì làm ít, thì làm từ từ thôi. Đừng lâu lắm vậy, rồi các bạn sẽ có, ai cũng có đó. Con đầu để mình lấy cái ghế mình ngồi. Lấy cái ghế mình nói chuyện với các bạn. Thì thủ phấn không có gì đơn giản. Thủ phấn thì mỗi loại hoa thủ phấn, mỗi loại cây sinh rồng thì nó từ nở có thời gian nữa, từ buổi khuya hay là từ buổi sáng, nở từ bao nhiêu, từ mấy giờ, nắng nhiều nhắn ít thì các bạn cứ đơn giản, các bạn cứ nhớ cho mình. Ví dụ là lobby hay cái loại mami thì các bạn có thể thủ phấn hồi 9 giờ, 8 giờ hoặc 10 giờ vì nó lobby mà mình nở khuya thì đến 9 giờ là hoa phun hoa. Phun hoa là phấn nó lên thì các bạn cái thủ phấn để khả năng đậu cao hơn. Cũng như ghim thì vì sao đây giờ mình hiện tại là đã mình đang có thời gian là 2:15 thì vì đang thủ phấn giờ buổi sáng vẫn nở mà lúc đó nắng chưa cao thì cây phấn chưa bung lên nhiều. Các bạn để ý khi các bạn để ý đi, khi mà cây hoa nở giúp người thôi thì đến cái đỉnh cao các bạn thụ ở nhà các bạn cũng thôi thì thủ phấn khi mà cái hoa nó nở to phun hoa và phấn nó trồi lên, phấn nó bay nhiều thì lúc đó thì các bạn thủ phấn rất cây sẽ phát triển, cây sẽ đậu trái sẽ đậu ngay, phấn sẽ ăn liền. Còn vì sao thì cơ xưa các bạn học sinh học rồi cũng có cái đồng huyết, các bạn thụ chính nó vẫn đậu nhưng mà khả năng cũng cao, đó không nó đó không đúng vẫn đậu nhưng mà vẫn lấy hạt, nhưng mà càng ngày lọ hóa cái giống đi, thành ra có chuyện là thụ phấn chéo để không bị lọ hóa cái giống. Và thụ phấn chéo để mục đích làm gì? Để tìm lấy những dây hai, những dây đẹp. Ví dụ những cây này màu tím, cây tím thụ với cây xanh thì nó sẽ ra những cái lái ưu điểm tốt, đem ưu điểm cho những cây đời sau, một hai. Và hoa, ví dụ cây này hoa đậm với hoa lợt, cánh khác, cánh tròn, cánh đều, cánh sắc phá hay răng đó. Rồi cây này càng rấy ra nhiều thì thụ phấn để mình lấy ra những ưu điểm, những yếu tố ca. Còn hạt rồi ví dụ là cây này cây lem thì mình thụ phấn để mang yếu tố lem. Thành ra mình vì răng mình để 3-4 cây khác nhau các bạn. Cái đây thứ nhất là cây này là cây tím, cây này cũng là cây tím nhưng mà hai cây khác nhau. Hoa cây này đậm hơn, hoa cây này lợt hơn, cánh hoa cây này tròn kín hơn. Ừ, vì sao mình lại để cây xanh đây? Cây xanh này á, là gai dài mà lại rách nữa, hoa thì khác nữa. Còn cây này á, là cây lem, hoa lại khác nữa, nên mình thụ với nhau. Sau khi mình thụ đồng loạt những cái loại này với nhau thì mình sẽ có những cái trái
có những hạt sau khi mình gieo lên nó sẽ chọn cái yếu tố, nó lựa chọn với nhau, nó có yếu tố tốt, mình sẽ có một cái loại ghi mới để mình vừa chơi vừa trồng vừa chia sẻ. Vì thì thụ phấn đơn giản như những video trước thôi, mình thụ phấn mình các bạn một, các bạn có thể dùng nhíp các bạn. Đấy, không thôi là hôm trước là mình làm nhiều về nhíp rồi, hôm nay mình sẽ làm về bằng cọ thì các bạn có thể ra ngoài nhà sách hay là các bạn mua con các bạn cọ, thì đơn giản các bạn chỉ cần lái này, các bạn khoái bên này cái này rồi khoái qua đây rồi khoái chung, các bạn khoái chung đó. Mình thấy theo mình á, khoái chung là khả năng cao lắm, vì đủ thứ phấn này là khả năng nó sẽ đó. Đó thì mà sau khi mình làm thì mình làm thêm lần nữa, đúng vì loạn luôn các bạn ạ, trong mạng hay gọi là loạn luôn đấy, thì mình thụ luôn cho những cái cây với nhau. Đó, đơn giản các bạn, sau khi các bạn thụ phấn thì các bạn để khoảng 3 ngày, thì nếu cái hoa mà các bạn rời vào nó lọt rụng, nó là hoa không đạo. Nếu các bạn rời hoa mà nó không rụng, nó phồng ra là hoa đã đạo. Như cái này hôm trước mình thụ, mình có làm video về thụ về cái này, thì hôm nay đã đạo rồi các bạn, đạo được 2 trái, phồng ra rồi các bạn. Cái này cái rết mà mình cái thụ mà hôm trước mình thụ với cây lên, thì mình mong cho nó ra, nó chỉ cần 10% của cây cà rét thôi mà có cây lên được rồi. Là đó, đơn giản các bạn thấy, thụ phấn rất đơn giản các bạn, thụ phấn để các ra hoa rồi rất đơn giản. Nhiều bạn kêu là khó khăn rồi thụ không đậu rồi dễ hạt không lên gì đó, thì ví dụ các bạn thụ yếu tố các bạn nên chọn, các bạn chơi càng nhiều các bạn nên chọn yếu tố di truyền. Ví dụ ca này có rết, ca này cây lem, ca này hoa đẹp, các bạn lấy những yếu tố đẹp, các bạn tạo ra những cây của kính các bạn và có những yếu tố đẹp. Các bạn xem video á mà thấy hay á, các bạn có thể like và đăng ký. Còn các bạn có muốn mình làm video gì á thì bạn cứ comment như đó. Mình là Long Minh, có số điện thoại trong á, thì bạn cứ comment mình sẽ làm những video để hướng dẫn cho bạn. Những các bạn muốn hiểu biết về tất cả về xương rồng, thì ngoài việc mà trồng này, ghép rộng đất, những cái video mình đã làm, thì các bạn có muốn thì mình sẽ, nếu những gì mình không biết mình sẽ hỏi những chuyên gia cao hơn mình để mình về mình làm video hướng dẫn các bạn. Chào các bạn xem thứ hai, nhớ like cho mình nha. Cảm ơn các bạn, mình là Long Minh, chào các bạn.